Kính chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội cùng với những tin tức quốc tế mới nhất đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những thông tin chính có trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 22 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, vào sáng ngày 22 tháng 7, thành phố Phúc Kiến và nhiều vùng lân cận ven biển vẫn đang trong một màn tang tóc thê lương khi cơn sóng thần quái ác mới tràn qua. Hậu quả của những trận sóng thần để lại có thể kéo dài cả trăm năm sau vẫn chưa hết. Một thảm họa đã được Cục Sóng Thần Trung ương Trung Quốc thông báo từ trước đó nhưng đã không thể đến được với hàng triệu người dân ven biển. Theo Giám đốc Cục Sóng Thần và Động đất tỉnh Phúc Kiến Vương Trường Giang, ông đã nhận được thông báo này để đưa lên những bản tin đầu tiên của các đài truyền hình trung ương hoặc ở trong tỉnh Phúc Kiến từ 3 ngày hôm trước. Tuy nhiên, ngay sau đó ông nhận được lệnh từ cấp trên là dừng ngay việc thông báo lại, bởi làm như vậy người dân sẽ hoang mang, lo sợ, có thể dẫn đến những cuộc di cư lớn, làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội. Đây là sự ngu dốt vô cùng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và những vị lãnh đạo tối cao. Thế nhưng bây giờ, có nói lại cũng đã muộn, không ai có thể đổ tội lên đầu người đứng đầu nhà nước Trung Quốc được. Ước tính con số thiệt mạng của trận sóng thần gây ra là 3.000 người. Nhưng chỉ sau một tiếng, tức là lúc chúng tôi xuất bản video này, thì con số người chết được thống kê lên đến 35.000 người, cao hơn 500 người so với một giờ trước đó. Nếu cứ đà này, trong một vài ngày tới, con số thống kê về người thiệt mạng ít nhất sẽ là 20.000 người. Ông Tập Cận Bình đã triệu tập một cuộc họp trực tuyến, bao gồm những cán bộ trung ương và các cấp lãnh đạo tỉnh, để đưa ra những phương án hành động trong việc cứu lại thành phố Phúc Kiến. Cách đây ít ngày, thành phố này được vinh hạnh, được nhắc tên bởi con tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc hạ thủy mang tên Phúc Kiến đã ra khơi. Thế nhưng chỉ sau một đêm, cơn sóng thần cao 15 mét ập đến, thành phố này đã bị hủy diệt hoàn toàn. Mất bò mới lo làm chuồng, đây là câu nói của một số quan chức Trung Quốc khi được Tập Cận Bình triệu tập cuộc họp. Và quả là đúng không sai, khi thảm họa đã qua đi, thì Tập Cận Bình mới triệu tập được cuộc họp để đối phó. Tất cả các quan chức Trung Quốc đều bất bình, nhưng không ai dám thể hiện bằng lời nói hoặc hành động để cấp trên hoặc chính ông Tập Cận Bình biết. Nhưng họ làm cho hả giận vì hàng ngàn người Trung Quốc đã bỏ mạng vì cái thói giấu giếm, ngu dốt của họ Tập. Đã nhiều năm nay, khi mùa mưa đến, đất nước Trung Quốc gặp hết thảm họa này đến thảm họa khác, chuyện lũ lụt, vỡ đê, động đất là không thể nào tránh khỏi. Nhưng chuyện sóng thần ập đến phải có kế hoạch rõ ràng, thông báo cho người dân, đó mới là cách nhìn xa trông rộng của một nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, họ Tập chỉ dồn tâm sức cho những cuộc chiến ở ngoài Biển Đông, đối đầu với hải quân ở các nước láng giềng. Thiên hạ đồn thổi rằng ông Tập muốn có một vài trăm triệu người Trung Quốc chết đi sẽ tốt hơn, bởi vì như vậy sẽ giảm đi dân số đang tăng lên chóng mặt. Theo một bài báo của tỉnh Phúc Kiến có tên là Chu Nhậm, một trang báo độc lập của một số ký giả chuyên viết về thời sự mưa bão ở Trung Quốc. Giám đốc tờ báo này là ông Quang Chiêu đã chỉ trích chính quyền Trung Quốc dữ dội khi cho rằng chính quyền Trung Quốc đã mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác. Đáng ra từ sai lầm đầu tiên là không thông báo cho người dân biết dự báo của cơn sóng thần và động đất trước đó 3 ngày. Nhưng khi động đất sóng thần xảy ra ở khu vực biển Đài Loan vào lúc 2 giờ đêm, thì khi đó phải khẩn cấp báo động đỏ cho toàn dân. Các vùng lân cận biết đi sơ tán, ít nhất là rời xa những khu nhà cao tầng và di chuyển về các tỉnh thành xa biển. Ông Quang Triều cũng cho biết thêm, từ khi trận động đất xảy ra ở biển Đài Loan, thì một tiếng đồng hồ sau đó sóng thần mới ập vào Phúc Kiến. Nhưng chính quyền Trung Quốc khi đó lại lập luận rằng không có bất kỳ cơn sóng thần nào xảy ra. Bởi nếu nó đã xảy ra thì ở Đài Loan đều bị đầu tiên rồi. Điều mà các quan chức lập luận người nghe cũng thấy có lý, bởi nơi trung tâm xảy ra trận động đất chỉ có 4 người thiệt mạng và một số ngôi nhà cao tầng bị siêu vẹo. Nhưng đó là sự hiểu biết ấu trí của các quan chức Trung Quốc qua vụ sóng thần vào tỉnh Phúc Kiến vừa qua, xem ra lời đồn thổi này là có thật. Theo Bộ Kế hoạch Dân số Kế hoạch hóa gia đình của Trung Quốc thông báo, đến năm 2028, dân số Trung Quốc sẽ tăng lên là 2 tỷ người, một con số đáng báo động khủng khiếp. Trong khi đó, đất đai không sinh sôi nảy nở, mà con người cứ nhân lên gấp bội lần dẫn đến bầu không khí bị ô nhiễm nặng. Ngay vào thời điểm hiện nay, thành phố Bắc Kinh là nơi bị ô nhiễm môi trường nặng nhất thế giới. Cứ 100 người chết thì có đến 40 người bị nhiễm bệnh phổi. Mật độ dân số quá cao, cộng với các nhà máy mọc lên như nấm, khải khí độc ra bên ngoài khiến nhiệt độ trái đất tăng lên. Rừng nguyên sinh bị tàn phá để xây dựng những khu đô thị, khiến mưa lũ triền miên. Từ những lý do này đến nhiều thảm họa là điều tất nhiên. Tuy nhiên, còn một lý do khác nữa, đó là con đập Tam Hiệp đã tích tụ một khối lượng nước khổng lồ làm giảm nhịp quay của trái đất,
là nguyên tố chính dẫn đến động đất và sóng thần. Giờ có họp hành cũng chẳng giải quyết được điều gì, ngoài trừ phá hủy con đập Tam Hiệp, trả lại thiên nhiên tất cả những gì thuộc về nó thì mới giảm đi những tai họa đó. Kính thưa quý vị, cả thế giới vào ngày hôm qua đã lên án thậm tệ Trung Quốc khi đất nước này đã để trận sóng thần xảy ra làm chết 3.500 người ở tỉnh Phúc Kiến. Đây chưa phải là con số chính thức, bởi con số này còn tăng lên rất nhiều sau khi công tác cứu hộ cứu nạn được hoàn thành sau khoảng 10 ngày. Đất nước lên án Trung Quốc nhiều nhất có lẽ là Đài Loan. Bởi dù sao, Đài Loan cũng là người Trung Quốc, vẫn chung một dòng máu. Tại tỉnh Phúc Kiến, có đến 30% người dân đang ở Đài Loan. Hay nói cách khác, 30% người dân Đài Loan có người nhà đang sinh sống tại Phúc Kiến đã bị thiệt mạng bởi sự tắc trách của chính quyền Trung Quốc. Theo đài truyền hình và báo chí Đài Loan đưa tin, khi trận động đất xảy ra vào lúc 2 giờ đêm ở bờ biển Đài Loan, chính quyền Trung Quốc hoàn toàn không thông báo về nguy cơ sóng thần xảy ra cho người dân ở Phúc Kiến và 4 tỉnh thành Giang Tây, Chiết Giang, Quảng Đông, Ôn Châu biết. Nếu họ làm được điều đó thì con số người chết chỉ bằng 1% thảm cảnh vừa xảy ra thôi. Đây là sự khác biệt giữa các nhà lãnh đạo, quan chức tư bản và cộng sản. Tổng thống Thái Anh Văn đã chỉ trích thẳng thắn ông Tập Cận Bình đã quá ngu dốt khi cho rằng sóng thần không xảy ra. Trong khi đó, hệ thống cảnh báo sóng thần được Trung Quốc xây dựng ở Biển Đông trước đó 3 ngày đã cảnh báo điều này. Bà Thái cho rằng Trung Quốc chỉ xây dựng nên cái hệ thống cảnh báo đó để lấy tiếng tăm là nước Trung Quốc quan tâm đến tính mạng của người dân các nước châu Á có bờ biển. Nhưng chính người dân Trung Quốc lại không biết gì về những trận sóng thần đó. Dự báo trước vào sáng ngày 22 tháng 7, công tác cứu hộ vẫn đang được chính quyền Trung Quốc thi hành khẩn trương. Đây lại là một trò mèo nữa của ông Tập Cận Bình, bởi những người bị sóng thần ập đến làm gì có cơ hội sống sót mà khẩn trương. Chính bản thân ông Tập Cận Bình khi đầu tư cho xây dựng hệ thống cảnh báo sóng thần cũng từng phát biểu rằng chúng ta chỉ có ngừa sóng thần trước khi nó xảy ra, còn xảy ra rồi thì không có cách nào cứu chữa. Vậy nhưng bây giờ nó đã xảy ra ngày thứ hai rồi, những xác chết đã trương to lên chuyển sang mùi tử khí rồi. Ông Tập Cận Bình mới cho quân lính khẩn trương cứu hộ, trong khi đó tại vùng hạ lưu sông Dương Tử, người dân Trung Quốc cũng đang phải vật lộn với những cơn bão lũ. Và đêm ngày hôm kia, hai trận động đất kép xảy ra chỉ cách nhau 25 phút, khiến hơn 600 triệu người dân Trung Quốc hoang mang tột độ. Theo báo đài phương Tây đưa tin, đập Tam Hiệp sẽ bị nổ tung khi xảy ra động đất ở khu vực bờ đê đập Tam Hiệp. Bởi khi đó, sự kết dính của những khối bê tông dưới chân đáy đập Tam Hiệp sẽ bị sức công phá của động đất làm hư hại. Cộng với sức ép của 42 tỷ khối nước trong lòng hồ tạo nên một tiếng nổ to hơn bất cứ tiếng nổ nào trên trái đất. Và cả biển nước mênh mông trong tích tắc sẽ nhấn chìm 6 tỉnh thành của Trung Quốc, mang thêm 600 triệu người dân Trung Quốc ra Biển Đông. Chúng ta hãy hình dung ra nó chỉ có mỗi con sóng thần lao vào từ ngoài biển đã kéo theo hơn 200.000 người ra biển rồi. Vậy mà đây là cả 42 tỷ mét khối nước ao ao từ trên cao 185 mét lao xuống, thì sức nước sẽ ra sao? Đó là cơn đại hồng thủy ngàn năm có một. Cũng theo sự duy tâm của người Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chặt đứt long mạch ở lòng sông. Đây là một tội ác trời đất không dung thứ. Từ năm 1994 đến nay, người dân Trung Quốc ngày nào cũng phải dùng cái bóng dòng sông Dương Tử bởi họ tin rằng đất có thổ công, sông có hạ bá. Ngay cả một gia đình muốn xây dựng một căn nhà nhỏ bé, người ta cũng phải cúng thổ công để động thổ. Còn đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lấy đi hàng tỷ khối đất đá của dòng sông. Làm sao trời đất không thể nổi giận được? Cũng từ ngày đó, mưa lớn triền miên, những trận mưa kéo dài nhiều ngày, những trận lũ quét, lũ ống và vỡ đê sông khiến hàng ngàn người bỏ mạng, các hiện tượng dị thường xuất hiện ngày càng nhiều và người dân Trung Quốc biết rằng thảm họa đang cận kề. Vào hồi năm ngoái, tiếng khóc của một con rồng đất ở tỉnh Quý Châu vang vọng thảm thiết suốt 3 tháng trời và sau đó là động đất kép, là dịch bệnh, chết hàng chục triệu người và rồi gặp rồng thủy quái xuất hiện phun nước trắng xóa. Tất cả những dị tượng này đều báo hiệu con đập Tam Hiệp sẽ vỡ và đất nước Trung Quốc sẽ phải trả giá cho sự coi thường đất trời của mình. Trong những ngày vừa qua, ngoài thảm họa sóng thần ở Phúc Kiến mới xảy ra, nhiều tỉnh thành Trung Quốc đã bị mưa lũ hoành hành đến ngạt thở, nhiều gia đình lâm vào cảnh chết đói phải chờ sự cứu hộ khẩn cấp của Hội Chữ Thập Đỏ. Bệnh tật phát sinh trong mùa mưa bão đã dấy lên nỗi sợ hãi về một loại virus mới có thể hủy diệt đất nước. Tuy nhiên, những lãnh đạo nhà nước này vẫn không mấy quan tâm đến đời sống của nhân dân. Cách đây 3 năm cũng có một trận sóng thần vào tỉnh thành này, nhưng với mức độ nhỏ hơn. Trận sóng thần năm 2019 đã cướp đi sinh mạng 2.800 người ở cả 5 tỉnh thành Phúc Kiến, Giang Tô, Chiết Giang, Quảng Đông và Ôn Châu. Tuy nhiên, trận sóng thần này chỉ tập trung ở Phúc Kiến. Ngay cả ở Đài Loan là nơi tập trung gây nên trận động đất và dẫn tới sóng thần cũng chỉ thiệt mạng 4 người và bị thương 18 người.
hậu quả đè lên người dân ở tỉnh thành đông dân nhất Trung Quốc. Nếu hiểu rõ về chính quyền Trung Quốc thì mọi người sẽ phải tin vì Trung Quốc luôn giấu đi những thiệt hại do thiên tai gây ra. Thưa quý vị, vẫn là những thông tin về trận sóng thần cao 15m vào thành phố Phúc Kiến và những trận mưa xối xả ở vùng thượng lưu sông Dương Tử khiến cho con đập Tam Hiệp của Trung Quốc nổ tung bất cứ lúc nào. Ngay cả các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về động đất sóng thần cũng không phân tích được sự kỳ lạ của trận sóng thần vừa xảy ra ở Phúc Kiến. Theo Giám đốc Vương Trường Giang, sóng thần xảy ra hoàn toàn trái với quy luật tự nhiên, có thể phân tích rằng rãnh nước Manila chính là nguyên nhân gây nên trận sóng thần tàn khốc đêm ngày 21 tháng 7. Rãnh nước này của trái đất bị gãy ở bờ biển Đài Loan, nhưng lại không chạy xuyên vào trong đảo, mà đường đứt gãy ăn sâu dưới biển chạy thẳng vào thành phố Phúc Kiến. Bởi vậy, những con sóng bạc đầu mới đổ xô từ biển Đài Loan vào thành phố Phúc Kiến, chúng ta hình dung khi đó Phúc Kiến chính là cái giếng sâu, và mặt trên giếng là nguồn nước khổng lồ chảy ao ao xuống đó. Sau bài viết có những chỉ trích thậm tệ vừa nêu, ông Quang Chiêu ngay lập tức bị quân đội Trung Quốc bắt đi vì tội xuyên tạc nói xấu chế độ. Đây là chuyện hết sức bình thường xảy ra ở Trung Quốc, một chế độ độc đoán, độc quyền chuyên đàn áp bằng bạo lực với người dân thấp cổ bé họng và những nhà bất đồng chính kiến. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.